chào và cảm ơn quý vị và các bạn đến với chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng, phát sóng vào tối thứ ba hàng tuần. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Phóng sự: những tấm gương phụ nữ vươn lên làm giàu với mô hình phát triển kinh tế tổng hợp. Tiếp đó là mục kiến thức gia đình, sẽ đưa ra gợi ý về một số thực phẩm mà bạn có thể lựa chọn để nấu ăn trong mùa xuân này. Ngay bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, đóng góp vào thành tựu phát triển chung của địa phương. Về xã Minh Khai, huyện Thạnh An, hỏi đến chị Đàm Thị Huyến, có lẽ người dân ở xóm Nạm Tàn không ai là không biết. Chị Huyến là một trong những tấm gương tiêu biểu về phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống làm nông nghiệp, thu nhập chủ yếu từ chăn nuôi, trồng trọt, nên gia đình không hỗ trợ được gì cho chị khi đi lấy chồng. Với quyết tâm vươn lên thoát nghèo, chị đã trăn trở, tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế nhằm cải thiện cuộc sống. Nghĩ là làm, vợ chồng chị Huyến đã một mình sớm tối lên rừng khai phá. Đây là đất rừng của bố mẹ cho. Với sự cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, giờ đây đất rừng đã được phủ toàn bộ bằng màu xanh của thông, keo và quế. Qua người quen, chị Huyến đã về Bắc Cạn để học hỏi kinh nghiệm trồng thông. Chị quyết định chọn giống thông hiệu quả kép vừa cho nhựa và gỗ. Năm 2014, chị Huyến đã đầu tư trên 13 triệu đồng để mua 7.000 cây thông về trồng. Hai năm đầu phải làm cỏ sạch, cắt tỉa cành và bón phân. Từ năm thứ ba trở đi, không phải mất nhiều công sức mà thông tự phát triển. Nhưng để thông cho thu hoạch, cây trồng này phải mất 15 năm. Chị Huyến chia sẻ thêm, hiện nhựa thông có giá 24.000 đồng 1 kg, trung bình 1.000 cây, thu được 40 kg nhựa. Nhựa thông cho lấy từ tháng 3 đến tháng 7. Mỗi cây khai thác được khoảng 6 năm, sau đó là bán gỗ. Để có được rừng thông như ngày hôm nay là cả một quá trình dồn công sức và sự táo bạo của chị, cũng như càng khó khăn, chị càng quyết tâm. Từ đầu thì mình cũng không có công ăn việc làm nhiều ấy, thì là mình không làm gì được ấy. Thì cái đồi này để không ấy, để hoang không, thì là mình có một em gái ở đi lấy chồng ở bên Bắc Cạn thì bảo là cây thông nó lấy nhựa xong nó cũng nên tiền, thế là vợ chồng em quyết định làm theo, thế là đi bán cái xe đi cho anh rể được 13 triệu, thế là về mang cây giống để trồng. Không chỉ trồng thông, năm 2015 chị tiếp tục trồng mới 5.000 cây quế, vỏ quế có giá 50.000 đồng 1 kg. Năm 2030, diện tích quế của gia đình chị Huyến sẽ cho thu hoạch. Thông qua các phương tiện thông tin, qua sách kỹ thuật và được tập huấn, năm 2016, chị Huyến mạnh dạn trồng thêm 4.000 cây keo. Dự kiến đến năm 2024, keo sẽ được thu hoạch. Theo chị Huyến, giá bán hiện nay là 800.000 đồng một khối. Cây keo là cây dễ trồng, dễ sống, không mất nhiều công chăm bón mà thị trường lại ưa chuộng. Dự định trong thời gian tới, chị Huyến sẽ trồng thêm 1.000 cây quế. Hiện nay vườn tôi là có 4.000, 5.000 thông này, xong có 4.000 keo nữa, xong vào 3.000 quế nữa. Và gia đình của tôi năm nay cũng là trồng 1.000 quế nữa. Xong cùng 1.000 quế nữa xong, bây giờ tôi đã nuôi lợn nữa, để nuôi ngắn, nuôi dài ấy. Nuôi lợn trồng thạch đen ấy, vẫn trồng thạch đen, nuôi lợn. Tại thành phố Cao Bằng trong những năm qua đã có hàng trăm mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi với nhiều ngành nghề đa dạng từ kinh doanh, khách sạn, dịch vụ du lịch, nông nghiệp cho thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm cho lao động địa phương, điển hình như chị Nguyễn Hồng Minh với mô hình phát triển kinh tế chọn cây thế mạnh như hạt sẻ, bưởi da xanh, hồng, cam, chám xanh, chám đen là những cây trồng cho giá trị kinh tế cao. Năm 2022, chị Minh là một trong 10 gương mặt nông dân tiêu biểu xuất sắc của Việt Nam. Cũng do thiếu vốn và kinh nghiệm nên thời gian đầu tư chỉ trồng được những giống cây địa phương và cây bản địa thì cũng không có hiệu quả kinh tế. Nhờ tham gia một số lớp tập huấn kỹ thuật
và tìm hiểu trên các phương tiện truyền thông thì là tôi đã nắm được từng bước kỹ thuật để trồng cây ăn quả, chăm sóc và trồng trọt những cây quả của các loại cây cũng như các nhu cầu tiêu dùng của thị trường được ưa chuộng và phát triển, thì những cây có hiệu quả kinh tế cao như là cây chám, cây hạt dẻ, cây cam, cây bưởi và cây mận, thì sau nhiều năm nỗ lực tôi có được thành quả như ngày hôm nay. Mỗi hội viên đều có hướng phát triển kinh tế riêng cho gia đình. Với chị Hứa Thị Loan ở xóm Yên Luật, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tập trung mạnh vào chăn nuôi tổng hợp, trừ chi phí cho thu nhập gần 300 triệu đồng một năm. Năm 2016 thì do lợn xuống giá, thì gia đình tôi đã chuyển đổi sang nuôi gà, vịt đẻ trứng. Qua đó thấy gà vịt đẻ trứng đạt được hiệu quả kinh tế cao. Giờ gia đình tôi là tăng đàn lên, giờ có 500 gà, 500 vịt đẻ trứng, rồi lại 300 gà trứng nữa. Còn với chị Tô Thị Giang, xóm Bản Chuồng, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc cho biết, từ sự khó khăn về kinh tế đã thôi thúc chị quyết tâm mạnh dạn đầu tư theo hướng làm kinh tế kết hợp giữa kinh doanh và trồng trọt. Năm 2016, chị đã vay Ngân hàng Chính sách Xã hội số tiền lớn để thuê mặt bằng và đầu tư vốn để kinh doanh hàng thực phẩm tiêu dùng. Theo chị Giang, đây là cửa hàng tạp hóa đầu tiên của xóm Bản Chuồng. Do gần đường và trụ sở xã Xuân Trường nên rất thuận tiện cho bà con mua bán. Vì 5 ngày mới có phiên chợ, đây là lợi thế để gia đình chị kinh doanh. Mới đầu, cửa hàng chỉ bán các loại nhu yếu phẩm như nước uống giải khát, sữa, đồ hộp, mì tôm và các loại bánh kẹo. Sau đó nhận thấy nhu cầu của người dân tìm mua các mặt hàng nông cụ, vật liệu xây dựng, chị đã bổ sung thêm mặt hàng phân bón, thuốc trừ sâu, máy cày bừa, ga, sắt thép. Từ kinh doanh các mặt hàng, doanh thu một năm đạt trên 1 tỷ đồng, trừ chi phí gia đình chị Giang lại trên 300 triệu đồng một năm. Có một cửa hàng như ngày hôm nay thì tất cả là một quãng thời gian rất dài và vất vả của vợ chồng chúng tôi. Chúng tôi đã phải mua đất, làm kè, xây móng để làm mặt bằng và xây dựng cửa hàng. Cửa hàng tôi đi vào hoạt động rất thuận tiện trong việc phục vụ bà con mua bán. Sau mấy năm kinh doanh hiệu quả, chị Giang đã quyết định mở rộng thêm mặt bằng và bổ sung thêm hàng hóa. Chị đã bàn bạc với chồng quyết định vay thêm Ngân hàng Chính sách Xã hội 800 triệu đồng cùng với số vốn của gia đình mua hơn 500 mét vuông đất để xây nhà nghỉ với 20 phòng ngủ và 3 phòng hát. Đây là nhà nghỉ đầu tiên của xóm Bản Chuồng nói riêng và xã Xuân Trường nói chung. Chị Giang cho biết vì xã gần cung đường nhiều tầng là nơi người dân tìm đến trải nghiệm và du lịch, nhà nghỉ của chị Giang sẽ đáp ứng được nhu cầu nghỉ ngơi của khách tham quan, khách du lịch. Cửa hàng chúng tôi kinh doanh tất cả các mặt hàng phục vụ bà con trong xóm từ lương thực, thực phẩm cho đến vật tư nông nghiệp. Đây là cửa hàng đầu tiên trong xóm. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ mở thêm, xây dựng thêm nhà nghỉ để phục vụ bà con. Từ phong trào thi đua phát triển kinh tế đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi với nhiều cách làm hay sáng tạo. Để có được kết quả này, trong những năm qua, các cấp hội đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp liên kết nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Điểm nổi bật của phong trào này là đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về sử dụng quản lý vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, chế biến thực phẩm và tiếp tục chỉ đạo nhân rộng phát triển các điển hình sản xuất kinh doanh giỏi với các mô hình như trồng trọt, chăn nuôi làm dịch vụ, tạo việc làm, ổn định đời sống cho hội viên phụ nữ. Để giúp hội viên phụ nữ được tiếp cận các nguồn vốn, các cấp hội cũng đã làm tốt công tác phối hợp với các ngân hàng, tạo điều kiện cho hơn 17.000 lượt phụ nữ vay vốn. Với sự năng động sáng tạo của phụ nữ trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiều chị em vươn lên thoát nghèo bền vững, trở thành hộ khá giả. Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, mỗi hội viên phụ nữ là tấm gương điển hình về tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, biết vươn lên làm giàu chính đáng. Những thành quả đạt được hôm nay của các chị thật đáng trân trọng, khích lệ các chị đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ nông thôn, xứng đáng là tấm gương sáng để chị em phụ nữ học tập và noi theo. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc lựa chọn đúng thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày có thể giúp cải thiện tâm trạng, khả năng tập trung, năng lượng, làn da và cả sự trao đổi chất của cơ thể.
Mục kiến thức gia đình xin đưa ra một số gợi ý về thực phẩm mà bạn có thể chọn để nấu ăn trong mùa xuân này. Hành lá. Giàu hàm lượng vitamin A, kali, canxi và các chất dinh dưỡng khác, hành lá có vị cay, có thể thông dương khí, giải độc, có tác dụng giải trừ phong hàn, cảm lạnh trong mùa xuân. Ngoài ra, thường xuyên ăn hành còn giúp nhuận tràng. Khi xào nấu cho thêm chút hành vừa tăng hương vị của món vừa tốt cho sức khỏe. Tỏi tây, một cách phòng và trị bệnh cúm cũng như các bệnh viêm đường hô hấp thường gặp vào mùa xuân là ăn tỏi tây. Phần thân xanh của loại rau này rất giàu carotin, vitamin C và E. Đây là bộ ba vi chất giúp cơ thể bạn đề kháng tốt với cảm cúm và viêm đường hô hấp. Măng tây. Măng tây là một trong những nguồn cung cấp folate, một loại vitamin B giúp bạn vượt qua được khủng hoảng. Folate rất quan trọng cho quá trình tổng hợp các chất dẫn truyền dopamine, serotonin và norepinephrine. Tất cả những chất này đều rất quan trọng đối với cảm xúc của mỗi người. Một chén măng tây nấu chín chứa 268 microgram, 2/3 trong số 400 microgram lượng các chất dinh dưỡng cần thiết cho phụ nữ trong một ngày. Thêm một chén mì ống được bổ sung acid folic sẽ giúp bạn có bữa ăn thực sự giàu chất dinh dưỡng. Rau bó xôi. Mùa xuân cũng là thời điểm mọi người bận rộn tham gia các dịp vui chơi, lễ hội, nên việc ăn uống có thể không điều độ, hệ tiêu hóa dễ bị ảnh hưởng. Do vậy, bạn nên bổ sung rau bó xôi trong bữa ăn hàng ngày. Cùng với việc hỗ trợ hoạt động cho hệ tiêu hóa và ngăn ngừa tình trạng ăn quá mức, rau bó xôi còn là thực phẩm rất lý tưởng để phòng ngừa táo bón. Sự hiện diện của vitamin C, E, beta carotene, mangan, kẽm và selen đã tạo ra khả năng chống oxy hóa tự nhiên của rau bó xôi. Các loại đậu. Bác sĩ phẫu thuật giảm cân Joseph Colella tại bệnh viện ở Mỹ cho biết các loại đậu là một trong những lựa chọn tốt nhất mà bạn nên thử nếu đang có ý định giảm cân. Cơ thể phải làm việc để nghiền nát đậu nhằm tổng hợp chất xơ, cho nên sẽ phải tiêu hao nhiều năng lượng để tiêu hóa món ăn này. Trứng. Lòng đỏ trứng gà chứa rất nhiều choline, chất dinh dưỡng đặc biệt quan trọng cho sự ghi nhớ. Cơ thể bạn cần choline để tạo ra một hóa chất bộ não gọi là acid choline, vô cùng quan trọng trong việc lưu trữ ký ức. Mỗi người cần phải bổ sung 425mg choline mỗi ngày. Và một quả trứng lớn đã có thể cung cấp cho bạn tới 147mg choline. Hoa quả có vị ngọt. Theo đông y, mùa xuân là mùa phải bồi bổ cho gan. Nếu ăn nhiều những thực phẩm vị chua sẽ gây tổn thương cho lá lách và dạ dày, nên phải hạn chế ăn chua. Hoạt động ngoài trời của con người vào mùa xuân thường nhiều hơn mùa đông, tiêu hao năng lượng khá nhiều, lượng calo cần thiết tăng theo. Nhưng lúc này tỳ vị hơi yếu, chức năng tiêu hóa của dạ dày khá kém, nên ăn nhiều thịt mỡ là không thích hợp, do đó năng lượng có thể được cung cấp từ đồ ngọt. Các loại hoa quả có vị ngọt như cam, táo là các món bổ dưỡng trong mùa xuân. Rau húng quế. Húng quế là loại rau phổ biến, được sử dụng để ăn kèm với nhiều món ăn. Nó giúp tăng thêm hương thơm và vị ngon của bữa ăn. Đặc biệt là húng quế rất giàu vitamin A nên giúp cho sức khỏe của bệnh tim. Mật ong. Mật ong vị ngọt có thể bổ trung ích khí, nhuận tràng thông tiện. Khí hậu mùa xuân thường hay thay đổi. Tiết trời lúc ấm lúc lạnh, con người dễ bị cảm. Do mật ong chứa nhiều khoáng chất, vitamin, còn có chức năng thanh phổi giải độc và có thể tăng cường hệ miễn dịch, nên là lựa chọn bổ dưỡng lý tưởng trong mùa xuân. Do đó vào mùa này, nếu uống 1-2 thìa mật ong một ngày, pha với nước ấm hoặc uống cùng với sữa có tác dụng bổ dưỡng cho cơ thể. Anh đào. Anh đào có vị ngọt, ngon nhiều nước, giàu dinh dưỡng, hàm lượng sắt vô cùng dồi dào, gấp trên 20 lần so với cam, quýt, lê và táo. Quả anh đào giàu vitamin A và beta carotene, có lợi cho hệ miễn dịch, thị lực và làn da của bạn. Ngoài ra, quả anh đào còn chứa melatonin, một chất giúp điều hòa giấc ngủ nên có thể giúp bạn ngủ ngon. Chất chống oxy hóa anthocyanin trong quả anh đào được coi là tốt cho não bộ và còn có tác dụng chống viêm, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.